Với những chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư toàn diện cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, đồng bào Rơ Mâm ở làng Le, xã Morai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã định canh, định cư, ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng bào Rơ Mâm là một trong hai dân tộc ít người nhất của tỉnh Kon Tum. Hiện có 178 hộ với 536 nhân khẩu, sinh sống tại làng Le, xã Morai, huyện Sa Thầy. Những năm qua, tỉnh Kon Tum luôn quan tâm triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào Rơ Mâm. Riêng chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và đề án Đầu tư Phát triển Kinh tế Xã hội Dân tộc có khó khăn đặc thù Dân tộc Rơ Mâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 có tổng mức vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách, đời sống của đồng bào Rơ Mâm đã đổi thay rõ nét. Như gia đình tôi thì trước đây tôi đăng ký trồng cao su, thì trong thời gian đó tôi cảm thấy lợi thế cao su rất có hiệu quả ở đây, tại vì môi trường và khí hậu ở đây, thời tiết ở đây thì nó hợp với cây cao su hơn. À, bên ngoài cạnh cao su thì gia đình cũng làm ruộng lúa và trồng sắn để cải thiện thêm thu nhập cho gia đình, cũng như là để tăng thêm cái kinh tế. Trong căn nhà mới xây trị giá hơn 200 triệu đồng, chị Y Doan ở làng Le chia sẻ, nhờ chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước mà đồng bào Rơ Mâm nói chung và gia đình tôi nói riêng mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Gia đình tôi đã trồng được hơn 2 hectare cao su, trồng mì, lúa nước và chăn nuôi bò để tăng thêm thu nhập. Còn cái nhà đây thì gia đình tôi làm từ năm 2020. Một phần cũng là nhờ chính quyền địa phương rồi chính sách nhà nước thì cũng có được cơ ngơi như thế này. Cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến thời điểm bây giờ thì cuộc sống của bà con hết sức là phát triển, thay đổi rất là nhiều. Cuộc sống ổn định, đồng bào Rơ Mâm quan tâm chăm lo đến việc học tập của con em và dần xóa bỏ các hủ tục, tập tục không còn phù hợp, chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trước đây là đối với người Rơ Mâm thì nếu mà chết xấu, chết tai nạn rồi chết ốm đau tại bệnh viện là không được đưa về làng. Nhưng hiện nay thì đã bỏ hoàn toàn. Và cái các nghi lễ trước đây tổ chức rất là dài ngày, ví dụ đám ma chay thì 2-3 ngày nhưng mà bữa nay là một ngày, một đêm thôi. Đấy. Từ cái sự xóa bỏ đó thì nó làm thay đổi về nhiều bộ mặt, nhất là thay đổi về kinh tế, nó không lãng phí về cái kinh tế, nếu mình kéo dài thời gian thì nó lãng phí rất là nhiều. Đặc biệt từ chỗ chỉ biết canh tác cây lúa rẫy, cây mì thì giờ đây đồng bào Rơ Mâm đã trồng được hơn 260 hectare cây công nghiệp, chủ yếu là cao su, điều, cà phê và chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Số hộ nghèo giảm còn 46 hộ, số hộ cận nghèo giảm còn 27 hộ. Làng đã đạt 4 trên 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ấy, thì cái thay đổi của làng Le bây giờ là nhân dân ấy, thì cũng cơ bản biết sản xuất, thì vụ lúa vụ mùa, trồng lúa vụ mùa, lúa vụ đông xuân, rồi biết trồng rồi chăm sóc cây cao su, rồi chuyển đổi một số cái cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng có cái giá trị hiệu quả hơn, giá trị kinh tế hơn. Nói chung là đời sống của người dân thì ngày được nâng lên. Đấy, thì trên cơ sở thể hiện rõ nhất là cái thu nhập bình quân đầu người ấy, là năm 2022 là đạt 25,5 triệu đồng. Cuộc sống của đồng bào Rơ Mâm ở làng Le đã bước sang trang mới với sự đầy đủ và sung túc hơn. Ơn Đảng, đồng bào Rơ Mâm đang nỗ lực vươn lên từng ngày, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương
xây dựng xã biên giới Mô Rai ngày càng đổi mới,